Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với chúng mình cập nhật thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay nhé. Minh Hằng là một trong những nghệ sĩ rất kín tiếng chuyện đời tư, đặc biệt là chuyện tình cảm. Gần một năm trước, nữ ca sĩ đã gây xôn xao dư luận khi bất ngờ khoe nhẫn kim cương khủng được đeo ở vị trí đặc biệt. Điều này khiến dân tình càng tò mò về người yêu của cô. Mới đây, trước thông tin nữ ca sĩ sắp kết hôn, từ loạt bằng chứng này, cư dân mạng cho rằng đã tìm thấy người yêu bí mật của Minh Hằng giấu kín bấy lâu nay. Gần đây nhất, trên group kín mạng xã hội đã tìm ra vài chi tiết trùng hợp trong chia sẻ của Minh Hằng và một người đàn ông bí ẩn, từ đó cho rằng đây là nửa kia của nữ ca sĩ. Cụ thể, rất nhiều điểm giống nhau mà fan chỉ ra như cả hai cùng đi du lịch chung một thời điểm, check-in chung một chỗ. Bên cạnh đó, cô còn khoe ảnh đi hẹn hò giống như người đàn ông này. Tuy nhiên, mọi chuyện chỉ dừng lại ở chi tiết trùng hợp, còn Minh Hằng chưa lên tiếng về điều này. Tin đồn Minh Hằng có bạn trai xuất hiện từ năm 2018 đến năm 2019, nữ ca sĩ bất ngờ khoe nhẫn kim cương khủng được đeo ở vị trí đặc biệt. Khoảng thời gian sau đó, Minh Hằng có đăng status than vãn chuyện hôn nhân nên nhiều người tưởng cô và bạn trai đã chia tay. Ngoài những hình ảnh trên, nhiều người chỉ ra một số bằng chứng hẹn hò của Minh Hằng và bạn trai giấu mặt từ năm 2018. Những hình ảnh như là diện đồ đôi đi du lịch hay là đút thức ăn cho nhau đều trùng khớp ở Instagram của Minh Hằng và chàng trai này trong cùng mốc thời gian gần giống nhau. Minh Hằng là người Việt duy nhất được chàng trai này follow. Ngược lại, nữ ca sĩ chăm chỉ thả like bên dưới những bức ảnh của người đàn ông này. Trước đó, Minh Hằng từng tiết lộ về chân dung bạn trai bên truyền thông. Nữ ca sĩ cho hay mối tình giữa cô và bạn trai xuất phát từ một tình bạn đẹp. Tôi đã có người yêu, anh ấy hơn tôi 10 tuổi và là doanh nhân. Khi người này xuất hiện cũng rất nhẹ nhàng, bắt đầu từ mối quan hệ bạn bè, gặp gỡ rồi đi chơi với nhau. Sau đó chúng tôi nhận ra cả hai có nhiều điểm chung. Khi ở cạnh nhau được là chính mình. Dần dần tình cảm này lớn hơn và trở thành mối tình đẹp. Trái ngược những lời đồn đoán cho rằng bạn trai Minh Hằng là đại gia giàu có, nữ ca sĩ cho biết người đàn ông cô yêu thậm chí từng mượn tiền của cô để làm ăn. Bạn trai tôi nghèo lắm, dù không giàu có về vật chất, nhưng anh luôn là người bao bọc, chở che cho tôi rất nhiều về mặt tinh thần. Có những lúc bạn trai cần một số vốn để làm việc, tôi sẵn sàng hỗ trợ anh ấy về mặt tài chính. Nói thế không có nghĩa là anh ấy phụ thuộc vào tôi, mà ngược lại tôi tin anh ấy đủ tài giỏi, đủ khả năng để có thể gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Cô chia sẻ. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV. Các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.